Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay em về được coi phan bàn của Toshiba nha anh em, nó màu xám ha. Rồi thì em quay vòng máy cho anh em mình xem trước ha. Đó, phan bàn Toshiba ha, màu xám ha. Đó, thì em xin đọc cái mã, cái thông số máy cho anh em mình nha. Phan bàn Toshiba mã là DP-13 nha. Điện là điện 100W nha anh em. Con này công suất của nó là 210W nha. Dòng tua nó thì ở đây anh em ha, khoảng tầm 2080W đến 3100 dòng trên phút nha anh em. Đó, thì xài mũi là mũi 13 ly nha, nó cao 6 tấc nha anh em. Đó, thì đây em mở cái hộp dây cò rò nó đây anh em. Đó, nó có bật tam cấp nha anh em. Đó, mình điều chỉnh từ cấp độ được ha. Đó, rồi mở đây. Eto em cũng gắn cho anh em mình luôn ha, về dễ sử dụng ha anh em ha. Ở Toshiba ha, màu xám ha, còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó, mặt tâm hấp đi. Công tắc của nó thì công tắc bên hông nha anh em. Đó, công tắc của nó đây ha. Đó, thì dòng Toshiba này nó chạy cũng khá là êm luôn nha anh em. Đó, cái cục motor của nó cũng lớn hơn bình thường ha. Đó, máy màu xám khá là đẹp luôn ha. Đó, thì để em test máy cho anh em mình xem ha. Đó, dòng Toshiba nó êm đúng nha anh em. Nó hoạt động là êm máy luôn ha. Đó, Eto là theo máy luôn ha. Đó, đó, anh em thấy là quay là em run luôn ha. Máy cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó, về là sử dụng là ok luôn ha. Toshiba nè ha. Đó, em mở cho anh em nha. Coi nó đó, máy nó đang hoạt động ha. Đó, khá là đẹp. Đó, thì anh em nào quan tâm đến con phan bàn Toshiba thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.